เหตุไกลไกลจะจากไกลก็ฉันดำรอกาโคมาตรังเตียนวางเตียนคือได้มุมเพียววัดเดชายคอยได้หมดก้อนหาในโดยน้าจะเดินวิ่งส่งหายหายในโดยจิ้มหอยองมาสาวเป็นหลังกงมาเป็นหลังลงที่เราได้เป็นหลังงานลงมาหลังงานลงมาจิ้มหอยองทุกไรเดี๋ยวบ้องเลยงอนมองบ้องแหวนไอđêm hôm lại có chuyện đò thế là sao? Đâu thấy hôm nay có gì mà lớn thế? Năm lớp lâu cô tôi tuổi ở bên lều tranh anh em. Ai cùng mấy chiếc thuyền?Phật đã ban cho mấy một mái thuyền để chở các họ đi ngang du cảnh Phật Di Đà. Thế hợp tới. Đêm nay có chuyến đi đò. Anh nhạc lên thì anh nhạc mới vào đó.Để xa tôi đánh chiếc thuyền rồng xa bóng đỏ lắm đây qua sông nơi hải Thầy nhau ơi, sao đã bỏ sói khổ nhịp nhớ để lắm tôi bắt đầu lật chèo lái sang bóng đỏ bồng nha Thầy ơi, sái tôi đi bồng bềnhBong ơi nhé, phải rồi. Ôi giời ơi, anh em ơi. Có là sao? Chưa ra đến đây đã thấy cái thương này vẫn chưa có hơi gì. Có sao thế? Ôi hôm nay con cháu mỏ bong đông lắm, cậu chú dai gái rẻ là 26 người con. Hôm nay chiến đò này thì nhiều lắm thương đấy, anh em. Phải rồi. Và thế đây là anh em ơi. Sao? Thế ôi lão già đến đây thì muốn chợ.Ông mộ con qua được con sông này á thì anh em ơi thế nào đó thì phải bảo các con các cháu nhá các bà cứ im lặng mà nghe con rõ nhá thầy ơi mộ bảo là hôm nay con cháu mộ đông lắm mộ bảo thế này nèMọ sinh ra tổng cộng tất cả là các con của mọ cộng với dông gia gái dễ là 26 người con chạy mạch nhá. Rồi, mọ có nhiều con đông số làm nhá. Ôi chưa kể đến về bên anh em nội ngoại trong nhà. Ôi giời ơi, chưa ra đến đây mà kẻ anh em nhìn thấy ở bên kia xong cứ khăn xô khăn trắng áo cứ san sát ở mặt thiện anh em mà đắt như cỏ đó. Ôi giời ơi, ơiCác con các cháu có cho mọ cứ cho mọ cái tờ môn nhi the anh em ơi rồi ơi ấy đừng mà cho mọ cái tiền này là sợ cái bỏ mấy sạch là nó nát nó đi chết chở các con các cháu cứ cho mọ cái tiền môn nhi the đấy rồi xin nước mưa thế này cũng không được gì rồi đây nhá anh em ơi sao sai cô thế hay
hôm nay lão đi chợ đồ lại đúng vào cái ngày dời mưa dời gió càng dời nước. Ôi trời ơi, cái này thì tiền hôm nay là quả ngọt là trôi lắm đấy. Phải rồi. Thế là bảo hỏi lên đây. Ôi, nói một tí thôi mà thương đã thấp chuẩn bên đây. Thì bây giờ bảo hỏi này nè. Nhạc lên đây. Nhạc lên đây. Để tất cả các con trai con gái của họ nghe rằng giá đây tiền đạo cho mẹ mà sáng là mà sống quê. Châu gái dễ là 6 người con. Đây ra đây để cho mẹ một số tiền đồ mẹ mới bảo thế này này. Ôi, mẹ gọi các con ra đây cho mẹ số tiền đồ mẹ lại bảo rằng nào cháu nội cháu ngoại là bà. Mò bảo là mò còn thiếu nhiều lắm các cháu này, một số các cháu thì đi làm ăn ở xa chưa về được, ơi một số các cháu thì về nhà trong nhà bận một tí việc. Ơi bây giờ thế này này, mò bảo này, nếu thiếu cháu nào ở gần ở xa không về đây được thì nhờ bảo các cháu ra giả có tiền là thay. Thay cho các cháu nội cháu ngoại dâu dài gái rể có đi buôn bán làm ăn ở gần ở xa đêm nay mà không có mặt ở nhà thì nhờ vào các cháu làm ngồi đây đây có quản ngại gì đâu, nói một thế thôi mà các bá đã ra giả tiền thôi. Thì bây giờ thế này nhé. Ê, ơi, cháu ơi. Ơi, thế nào thế? Cô đây còn các cháu bên ngoại, ngoại cô, ngoại bá, ngoại gì rất nhiều. Thì cháu phải thiếu cho mọ bảo là mọ đi về cảnh vận non tiên. Mọ dặn cho ông Sáu Công phải gọi kim chỉ thì phải có đồng có cuối. Ơi, có con có cháu thì mới có cháu nội cháu ngoại. Bây giờ mới đến là mọ rất nhiều là các anh em chị em bên nội đã nhá, thì mới có các cháu gọi cô gọi thím gọi dê nhá. Thì bây giờ này mọ mới bảo nào các anh các chị các em của tôi đã đâu các anh các chị các em mà bên nội có mẹ là tôi gọi các anh các chị nào
chào các anh các chị dâu trai gái rể bên nội, thì bây giờ mọ bảo là mọ không thể quên được các anh các chị các em bên ngoại của tôi là đâu. Các anh các chị các em bên ngoại bên nội bên ngoại thì mấy mọ mới bảo thế này đấy, mọ không thể quên được đêm hôm nay rất nhiều tấm khăn tang bao dòng nước mắt anh em. Thì các cháu bên này nào có tấm khăn tang đội ở trên đầu, nào cháu trai cháu gái cháu gì cháu cô cháu gọi bằng bác bằng bá bằng cô bằng tí mà ngồi à đây. Cháu bác cháu gái cháu gọi cháu gì cô gọi tí gọi bác gọi gì gọi mộ đủ đấy, nhưng mà theo nó như thế nhỉ? Nói thật đấy các con các bà, em đi chở đò mà em gọi tỏ quá thì em xấu hổ chết chở. Cho nên trong các bà cứ có tâm cứ đào, có đào một đồng cũng quý một hào cũng không. Thì rõ ràng mộ bảo là mộ gọi các cháu gọi bác nè, gọi bá nè, rồi các cháu gọi cô gọi tím gọi mợ mà ngồi à đâu. Đấy là tùy tâm các cháu. Thì bây giờ mọ bảo nè, bây giờ mọ mới bảo là mọ gọi rất nhiều bên đây các chất nội chất ngoại của mọ à đâu. Nếu mà con nào bảo nào mà là bố là mẹ của anh chắc là không có ở đây nhá. Tôi chuẩn bị đang vào đầu năm học mới, khả năng là bố mẹ chắc còn bảo ở nhà để soạn bài. Thế nếu mà chắc nào vắng mặt thì bố mẹ vào mà giả thay. Các con anh em về bên đội ngoại, cháu bác cháu cô cháu bái cháu thím cháu nội cháu gì thì về anh em ơi. Thế bảo bảo là ơi bây giờ đấy tôi đã trở về nhà, tôi đã có các con dâu trai gái rể thì tôi quên thế nào được là tố tình nghĩa mà thông mà giá nào nghĩa ra này là vôi mỏ. Oh,
chung tình nghĩa thông gia với mọ ở đời, ở chung con chung cháu mãi là về sau. Nhưng mọ bảo nè, bây giờ mọ có cấp chất của mọ thì mọ cũng phải trả cái chữ nghĩa ra với con là của mọ. Còn cảm ơn đến nghĩa gia của con của mọ không? Ê ơi, các bác là cháu nội cháu ngoại, nếu bố mẹ các bác mà không có mặt ở đây nhá, đấy có nghe không? Thế mọ cảm ơn cả chú nghĩa gia là với con là của mọ. Khoan khoan một tí để đến mẹ mọ con bảo rằng mọ ăn ở với làng xóm mà người xóm làng nay để tắt lửa tối đèn để mọ chào xóm nay chào làng cô nè. Các bà áo hoa, áo đỏ, áo tím, áo đen, áo hồng nhá. Này các bác á, cứ vào đây cho mọ thật nhiều tiền, mọ đi mọ phù hộ cho các bác. Các bà nhá, trẻ mãi có không già. Có gì buôn bán ở gần ở xa, làm xóm đang nhầm cái lúc mà ốm mọ đâu thì đến hỏi thăm là cân đường hộp sữa nghe mà đến lúc mọ nằm xuống thì các bán nhất là mấy cái bán người mấy cái trẻ nghe chưa thấy mọ nằm xuống là đến là có công to việc nhỏ sẵn sàng sẵn chân sẵn tay để giúp đỡ cho ra đây. Thì bây giờ các mọ cứ vào đây đi, thì mọ bảo này nè, mọ phù hộ cho các bác các bá có đi làm ăn được phát động rồi sai tài. Có đi buôn bán ở gần ở xa, để nhiều tiền ở đây túi này như nước để hạ sông đà. Ôi giời ơi, anh em ạ, đêm nay con đỏ cảnh sạch đấy, chuẩn bị chua được đầy thương. Ôi, nào có để dính xuống đây cho nó thật là người đi. Anh em ơi, thì bây giờ mọ bảo đây này, thì bây giờ mọ chưa thể đi được. Thì bây giờ mọ bảo đây này, để bây giờ sống ở trên đời thì, đấy các con các bà, 26 người con của mọ là sâu dai gáy thể rồi tắc bác tắc bá đây cháu ngoại bằng bác bằng bá bằng tí bằng gì bằng cô bằng mợ thì đấy ở trên đời tắc bá ngày tuần ngày tiệc còn vui lễ phật đấy chưa. Thế đây mọ bảo này, tổng động viên tất cả các con các cháu làm mẫu làm mụ ai có tấm thân tam đông đủ ngồi đây nhá, đứng tất cả lên vào đây cho tiền mọ một lần nữa để mọ về Tây chúc mọ mua nhang rồi mua châm bà.
con lớn chắc bé của bò. Mãi quá là thấy các con các cháu của họ là thương mẹ quá. Thế là hôm nay thì làm sao? Rồi đi là chiều đồ hôm nay là đồ mất cả này dưới ở bến sông. Thế là thì là các con cháu của cùng đông quá thì kéo đò thì mãi có phải không? Ôi nhưng mà anh em ơi. Thế là sao? Tại sao cái chân của Sái nó lại chia làm hai đoạn? Thôi thế là ông Sái bị nó gãy rồi thì quá con cháu mua đầu cho khả năng là gãy mất rồi. Thì bà con cháu đưa tới đi về. Tụi bây, đây, lão đặt cái bàn chân xuống mạng thuyền mà nó quất từ quá lên tận đỉnh đầu. Đấy là phải rồi. Quá nhầm. Thế là phải bị gãy mất chân rồi. Thế này mà không nhờ mà 6 người con và mọ tập trung ra đây. Thái ơi, 12 người con, nhớ 13 người con giống rồi. Thì con với lại các con dâu ai gây dễ. Rồi. 26 người con. Rồi. Bây giờ đây tổng lại đi để mua cho Sái một lạng cao một gốc. Nào con các bà, các ông các bà là con trai thì mua cao, thì còn dâu dai thì con dâu con gái thì là mua cho mẹ ít rượu để ngon vào. Bây giờ thì nặng bóp dâu Sái thì đưa mẹ qua được không có trả qua được vì thích chở đấy nhà mà. Thế này anh em ơi. Ông Sái ơi, cái thuốc này nó có thang. Mình không có thang này. Đó là sao? Bây giờ tôi như là thuốc thì phải có thang. Đúng rồi. Dương phù. Con trai của cô ta mua thuốc. Dương phù, âm trợ. Thuốc phải có thang. Thế anh em ạ, nhưng mà đã đủ đâu. Ai vẫn đau lắm anh em ạ. Thế này, nếu mà các con mà không ra đủ thì phải nhờ vào nhá. Các cháu nào cháu ngoại đến tất cả vào đây đi. Đây sức mạnh của các cháu nội cháu ngoại dâu dài gây dễ vào đây một cái mà cái chân của Sái nó lại khỏi ngay chứ. Không cái này đấy là mà cái này đấy không được gì nữa nhá. Thế rồi nhá. Nhưng mà thế nào anh em? Có làm sao? Chân thì khỏi nhưng bây đang mắc kẹt ở giữa bến sông thế này thì lão quyết tính thế nào? Thế thì ông Sái phải gọi đến các chấp của
cụ ra để giá tiền đó đấy. Nên người ta bảo là một cây ông Bình Minh dành nhé, một cây làm chẳng lên non, bao nhiêu cây chụp lại thì phải chụp tất ở đây thì mới lên hòn núi cao anh em ạ. Đúng rồi, cây núi cao thì phải có đất bồi, núi che đất thấp thì sông thì mình có nhiều được nước đi anh em ạ. Bây giờ nhá, bây giờ thế này này, cứ để mà xã cứ lu lú một thân một mình này có mà đến Tết chả ra được. Thì bây giờ này tính như này này, bây giờ nhờ vào tất cả các cháu gọi bác gọi bá mà gọi là cô. Gọi bá, gọi thím, gọi cô, không thể ra nổi được anh em ạ. Ôi nào, sai rồi, thế là... Ôi này, đây có chất đại ca đây ông ơi. Đây là chất toán của họ đấy. Khả năng chất đại ca này mà vào là... Chất đại ca đây, sai rồi, không gọi chất toán. Rồi, còn giữ lên một tay là bác ca cơ, bác là chất đại ca, giữ lên một tay là... Chất đại ca của họ vào đây nè. Nào chất đại ca rồi chất lớn, chất bé, chất nhỏ lắm mỏ đâu nè. Phải nhờ đến 26 người con của mọi khả năng là sao? Ôi, 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 ông ta phải nói với ông trai trưởng, nói với các em, trai sau cái thể ta rút phải để kéo đỏ. Đấy, bây giờ người ta bảo kiên trì thì phải có đâu. Đúng rồi. Thì bây giờ ông gọi luôn cho cháu, luôn cho cháu cái ông trưởng đứng ra đây chỉ huy. Ông trưởng đứng chỉ huy đúng rồi, ông thứ hai khi ông trưởng hôn, ông thứ hai là tiếp tục là thuốc của hai này. Bà cháu trưởng tôi thân ra. Đây là tất cả các con nè. Ôi cao các bà nhá, dù ra cái gì ra nó đi, khả năng là để đưa mọ sáng. Xong ngay bây giờ nào, nào các con trai gái dâu về con mẹ à đâu nè. Nếu nào đang sống đến gần vào đây thì là cũng lại ra ngay. Nhưng mà thế này nha này, họ bảo đây nè, các con trai dâu đây trẻ tuổi cũng đã già già rồi, không thể khỏe được. Nhờ vào lần này nữa nào, các cháu nội cháu ngoại dâu trai gái rể, các cháu còn thanh niên này, các cháu còn tuổi khỏe, là vào đây giúp mà sai tôi nè. Oh,
nhờ các cháu khỏe quá. Bảo từ từ xuống lục sái một cái đá luôn xuống lại đây. Xin đừng gãy tay sai chết dở đấy. Một cái ơi, thế là không phải là các cháu nó phải đâu. Đấy là tiền nó vào nó vui nó thành đấy. Rất là quay nha mà. Thế là sao? Thế này này nha. Thế thì báo cáo với tất cả gia đình này. Lời cổ nhân ngày xưa các cụ vẫn nói rằng trẻ làm ma, già thì ta làm hốt. Đấy, phải rồi. Thế mọi nhà ta năm nay là 85 tuổi mùa xuân hoán cảnh. Anh em ạ, thế mọi được quy tiên tạ thế về với của Phật Tử Bi. Thế cho nên nhưng mà nói thật đây anh em với các bà đấy. Đây không phải là vui. Đây là trò sâu đồ thảm đấy anh em ạ. Thôi phải rồi. Thế là thế này nhá. Thế là sao? Bây giờ thân cũng đã thầy rồi. Đêm thì nó ngày có dạng đấy anh em ạ. Thì bây giờ anh em giúp sái tôi là bắt đầu đưa mọi sang sông nhá. Nào đấy Nam Mô A Di Đà Phật. Để sai tôi xin